Xin chào cả nhà nha. Hôm nay em vẫn tiếp tục cắt bưởi tại vườn. Mấy hôm nay làm hàng đông mua quá nên không có thời gian quay video cho anh chị. Vườn này chín cũng ít rồi nha anh Giang. Đây, liếp lan đường rất là đẹp. Tươi xanh. Vậy mà có nhu cầu cắt bưởi tại vườn liên hệ cho em nha. Và anh chị em lái nào có bưởi cần bán cũng liên hệ cho em nha. Mỏi mệt à, hơi mỏi chân. Mỏng vậy à, chắc cái bây giờ em sẽ tiến hành cắt nha. Xin chào anh chị em nha.